Xin kính chào quý anh chị nha. Hôm nay trở lại bản đồ quy hoạch của xã Bình Sơn. Thì đây là khu dân cư quy hoạch của dự án Century City hay là khu dân cư Kim Oanh tại xã Bình Sơn. Thì hôm nay Huy không có review với dự án này. Và kế bên là khu tái định cư Bình Sơn, đó là khu tái định cư sân bay Long Thành. Và hôm nay Huy sẽ review đến cho quý anh chị là ngay chỗ khu vực này nè quý anh chị. Ngay chỗ giao giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với đường DT769 quý anh chị ha. Và sẽ cung cấp cho quý anh chị một cái thông tin quan trọng từ phía sân bay Long Thành đó. Và sau đây Huy xin mời quý anh chị tham quan thực tế cái khu vực ngay chỗ này nha quý anh chị. Ngay chỗ cái mũi tên như vậy nè đó, có cái thông tin gì quan trọng mới ngay chỗ này Huy xin mời quý anh chị nha tham quan nha. Ở đây là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nha quý anh chị. Phía bên tay phải của quý anh chị đó là đường DT770 kết nối thẳng vào đường Hương Lộ 10, và cái trục đường này sẽ kết nối ra quốc lộ 56 quý anh chị ha. Bên tay trái của chúng ta đó là đường DT769. Cái xe chắn chắn anh chị bên dưới đó là đi về phía quốc lộ 51 của anh chị, đi ngược lại là ra ngã tư Dầu Dây. Đó, bây giờ về phía bên phía mà quý chị thấy lăn lộ những cái khu đất trống ở bên rừng cao su bên kia đó là những cái lô cao su đầu tiên tại sân bay Long Thành đã được chặt quý chị ha, để chuẩn bị cho việc bàn giao quỹ đất cho chủ đầu tư triển khai sân bay Long Thành giai đoạn 1 nha quý chị. Đó là những lô cao su đã được cưa rồi đó, và nguyên khu này sẽ được cưa cao su hết. Ở góc bên tay phải đó là hầm chui đấy quý chị, hầm chui dưới cao tốc để đi hiện tại cái tuyến đường này đi về Cẩm Mỹ quý chị. Đó, mình từ DT769 là đi qua hầm chui bên kia là đường DT770 hay gọi là Hương Lộ 10. Đường Hương Lộ 10 là kết nối trực tiếp với quốc lộ 56. Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất mạnh tay về cái dự án để Đồng Nai triển khai đúng tiến độ nha quý anh chị. Thì hiện tại bây giờ cao su đã được cưa là một cái tín hiệu rất là vui cho chúng ta, đó là sân bay Long Thành sẽ được triển khai đúng tiến độ vào đầu năm sau. Và sau khi cưa những cái rừng cao su này thì sẽ tiến hành rào phá bom mìn quý anh chị, và tiếp tục là làm hàng rào xung quanh. Sau đó sẽ triển khai sân bay. Và dự án Century City như ở đầu Huy đã nói, chỉ cách nó mặt tiền dự án đó là tại mặt tiền đường DT769 quý anh chị ha, chỉ cách dự án khoảng sân bay Long Thành tầm 3 km quý anh chị. Đó, phía dưới là những cái rừng cao su đã bị cưa, và hiện tại bây giờ là những cái xe cẩu nó đang móc những cái rễ cao su lên quý chị. Theo Đồng Nai cam kết với Thủ tướng Chính phủ thì vào khoảng quý 1 năm 2021 thì hiện tại Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ cái quỹ đất sân bay Long Thành là 5.000 hecta quý anh chị ha. Thì hiện tại trong giai đoạn 1 thì trong cuối vào phải trước tháng 10 năm nay là chính quyền Đồng Nai cam kết bàn giao cho chủ đầu tư sân bay Long Thành trước đó là 1.800 hecta của chị. Đó là cái đất sân bay Long Thành được quy hoạch để triển khai giai đoạn 1. Rồi sang quý 1 năm 2021 thì sẽ bàn giao cái phần còn lại.
này các đơn vị cưa cây chia ra từng khu quý vị để triển khai. Ở như bên kia chúng quý vị có một khu trống là cũng đã được đang được cưa đó, và chúng ta đi xuống nữa thì cũng có nhiều khu như vậy. Cảm ơn quý chị đã xem video nha. Nếu cảm thấy thông tin hay thì nhớ cho Huy một like để tạo động lực cho Huy. Nếu quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.